Đàm Tùng Vận và dàn sao nữ hoa ngữ sở hữu chemistry cực đỉnh cùng với bạn diễn của mình. Một bộ phim thành công ngoài sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng hay diễn xuất tốt thì phản ứng hóa học của cặp đôi chính trong phim cũng tạo nên thành công lớn cho bộ phim. Những gương mặt sau đây ngoài ngoại hình, tài năng thì còn sở hữu khả năng chemistry couple cực đỉnh với bạn diễn, đồng cặp với ai là khiến muôn dân phải đầy tình nhiệt liệt. Vị trí đầu tiên, Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận là gương mặt có khả năng hách tuổi cực đỉnh, khi đã bước qua tuổi 31 mà gương mặt vẫn trẻ trung như những cô nàng đôi mươi. Ngoài ra người ta còn nhận ra đóng với sao nam nào, cô nàng cũng cho thấy độ đẹp đôi của cả hai, cùng những phản ứng hóa học trên phim khiến dân tình quằn quéo. Với vẻ ngoài trẻ trung năng động nên dù đóng với các sao nam ít tuổi hơn mình, Đàm Tùng Vận vẫn không hề kém phần trẻ trung hơn so với bạn diễn. Từ Lưu Hạo Nhiên, Trương Tân Thành, Tống Uy Long, Ngô Lỗi, Hứa Ngụy Châu, Hùng Tử Kỳ, dù ít tuổi hơn Đàm Tùng Vận nhưng trong phim vẫn cứ tình tứ như thường. Đứng bên cạnh đàn em dù nhiều người kém cô đến 10 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn khiến khán giả phải hết lời ca ngợi vì sự hợp đôi đến hoàn hảo của cô khi sánh vai cùng các tiểu thịt tươi này. Đặc biệt Dư Hoài, Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta trở thành cặp đôi thanh xuân huyền thoại, một thời từng làm khán giả mê mẩn, với vẻ vui tươi trẻ trung cũng không kém phần tiếc nuối. Hay trong Thiếu Nữ Toàn Phong, phản ứng cặp đôi của Đàm Tùng Vận, Ngô Lỗi tốt đến mức dù chỉ là cặp phụ nhưng được yêu thích hơn cả cặp chính. Đàm Tùng Vận cũng từng góp mặt với Hùng Tử Kỳ tạo nên couple Bạch Vân Phu Thê cực kỳ hot trong tác phẩm Từng Đóa Bò Sóng, hay mới đây nhất là tam giác tình Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cũng khiến dân tình đảo điên. Sự kết hợp của Đàm Tùng Vận với các đàn anh lớn tuổi như Trương Đan Phong, Nhậm Gia Luân hay Trung Hàn Lương cũng khiến cộng đồng fan phải phát cuồng, chăm chỉ ghép đôi trên mọi mặt trận. Trong bộ phim Cầm Y Chi Hạ, cặp đôi Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân đã tạo nhiều gây sốt là nhờ vào sự ăn ý của cả hai, hay mới đây nhất là đàn anh Trung Hàn Lương. Dù đàn anh hơn cô tới 16 tuổi, nhưng cả hai đã cho thấy độ đẹp đôi trai tài gái sắc, gây bão trong bộ phim Cầm Tâm Tựa Ngọc. Ngô Thiến. Cũng giống như Đàm Tùng Vận, Ngô Thiến là sao nữ vừa sở hữu nhan sắc tươi trẻ thanh thuần, tài năng diễn xuất khá ổn. Cô nàng cũng tạo được chemistry cực ngọt với bạn diễn khi may mắn hợp tác với loạt đám thần như Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Sehun, Trương Vũ Kiếm, Trương Tân Thành, La Vân Hy, Kim Thế Quân. Ngô Thiến nổi lên từ vai diễn Tiểu Mặc Xanh trong Bên Nhau Trọn Đời. Ngô Thiến được nhiều người khen ngợi bởi khả năng diễn xuất cũng như mang hình tượng nữ thần thanh xuân. Vẻ tinh khôi, trẻ trung, giàu sức sống cùng khả năng hóa thân tròn vai của cô đã chinh phục khán giả bên cạnh bạn diễn La Vân Hy, Tiểu Hà Dĩ Thâm. Bên cạnh Lộc Hàm trong Trạch Thiên Ký, vì quá đẹp đôi nên cả hai được càn ghép và mong được đến với nhau, dù chỉ là nữ phụ. Dương Tử. Dương Tử là nữ diễn viên được cho là vượng nam, khi hễ nam diễn viên nào đóng chung với cô đều trở nên nổi tiếng, làm nên thành công của những bộ phim ngoài diễn xuất đỉnh cao của Dương Tử, còn là khả năng tạo chemistry cực đỉnh với bạn diễn. Với nam bạn diễn Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Xương, cả hai được đẩy thuyền nhiệt tình bởi phản ứng hóa học của cả hai trong phim quá tốt. Vì thế cả hai được ship ra tận ngoài đời và sở hữu lượng fan couple đông đảo. Hay sự hợp tác của Lý Hiện trong Cá Mực Hầm Mật cũng được dân tình quắn quéo bởi những khoảnh khắc tình bè bình của cả hai. Hay gần đây nhất là bộ phim Thư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn khi kết hợp với nam diễn viên Lưu Lượng Tiêu Chiến. Dù mới chỉ tung poster, cũng khiến dân tình mong mỏi sự kết hợp của cả hai. Với diễn xuất thực lực cùng sự ăn ý kết hợp, sự bùng nổ trong phản ứng hóa học với bạn diễn Dương Tử đã ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!